Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món canh nòng nhé. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong. Các nguyên liệu để làm món ăn này thì mình mời các bạn cùng làm với mình ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình làm lon ạ. Mình dùng 400g lòng non, 200g gan nhé. Và ít này, hành thơm, tỏi, ớt và gừng nhé. Các bạn cho mình 2 quả cà chua, 1 ít hành lá và rau thơm thì mình dùng xà lách cho thơm ạ. Và trước tiên thì các bạn sẽ làm sạch cho mình cái phần lòng và gan này đi. Cái phần lòng này thì các bạn sẽ làm bằng muối, sau đó thì mình sẽ bóc qua một lần mắm nữa nhé. Cái gan thì sạch thôi, mình chỉ qua một ít muối rồi sau đó thì mình sẽ bỏ riêng ra. Thì các bạn, cái phần gan thì mình chỉ cần qua muối một chút nhé, để các bạn sẽ rửa lại cho mình. Lòng non nó không ấy như lòng già nên là các bạn chỉ cần ấy muối qua nó đã sạch rồi. Đây ạ, mình kem một lần bằng nước này nhé. Bây giờ các bạn sẽ thử mùi của nó thì mình sẽ dùng nước mắm nhé. Bạn sẽ cho mình nước mắm vào đây để mình thử mùi. Ít nước mắm để thử mùi của lòng. Bóc lên mình. Có cái mùi mắm ấy, nó sẽ thử đi cái mùi hôi tanh của lòng heo nhé. Mình ấy ngâm như này trong nước mắm này 5 phút các bạn là được rồi. Bây giờ mình sẽ rửa lại cho sạch cái phần này lòng đấy nhé. Các bạn cho mình nồi nước vào, cho ít muối vào nhé. Hành thơm. Một ít tỏi các bạn cũng đập ra cho mình nhé. Gừng nữa. Ớt. Hành lá mình cắt khúc ra. Cà chua các bạn thái cay nhé. Khi nồi nước sôi rồi các bạn sẽ cho phần lòng vào để mình trần nhé. Mình sẽ trần qua cái phần lòng này đi. Gan các bạn cũng cho vào, mình trần qua nhé. Chỉ cần trần qua thôi. Các bạn chuẩn bị ít nước lạnh để mình sẽ cho phần lòng này ra ngay nhé. Khi mình trần qua. Đây ạ, nước các bạn cho đá vào cho mình nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vớt luôn cái phần lòng ra, chỉ cần trần qua như vậy là được rồi. Thì nó sẽ giữ được độ trắng của lòng và độ giòn của lòng nhé. Đây ạ, phần lòng xong rồi thì các bạn sẽ cắt cái phần lòng ra cho mình nhé.
Mình cắt đoạn nó hơi dài một chút này, khi mình nấu ấy nó sẽ cần co lại các bạn ạ. Nó sẽ xoăn hai cái đầu này lại ấy, cho nên là mình cắt nó hơi đấy. Nếu các bạn nhìn cắt bây giờ mà cảm thấy vừa ấy thì sau khi nó xoăn lại rất là ngắn, mình sẽ không góc được nhé. Mình thái gan này nữa. Gan thì các bạn ạ, ăn cũng rất là tốt nhé, nó cung cấp nhiều sắt bổ máu ạ. Mình thái mỏng mỏng ra cho nó nhanh chín ạ. Để làm ít mắm chấm, các bạn sẽ cho mình vào đây mắm này. Bột ngọt nhé. Một chút tiêu. Quấy tan đi. Và các bạn cho mình bây giờ đang là có quất ấy thì mình có thể cho quất thay chanh nhé. Đấy, rất là thơm ngon. Tỏi ớt nữa là mình đã có nước chấm canh lòng rồi. Mình cho ít dầu ăn vào đây. Hành, tỏi, ớt, gừng, chi thơm lên. Cho cà chua vào nhé, chứ hành đỏ lên thôi nhỉ. Cà chua đã ra màu rồi thì mình sẽ cho nước vào. Mình cho vào đây thìa muối ạ, thìa hạt lêm và bột ngọt, các bạn cho thìa nhé. Khi nồi nước sôi, các bạn sẽ cho ngao, cho lòng vào cho mình nhé. Đun cho nó sôi đây. Mình cho vào đây thêm một chút nước mắm ạ. Và một chút hạt tiêu các bạn nhé. Rồi hành lá mình cho vào nữa là được. Giờ mình sẽ cho ra bát nhé. Đây các bạn, như vậy là món canh nòng mình đã làm xong nhé. Mình mời các bạn thưởng thức món ăn với mình ạ. Rất là ngon ạ. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.